chủ nhật chị em ra được à? Không biết bác sĩ có còn ở chủ nhật không? Chắc thứ bảy thứ hai mới chị. Chủ nhật vô là vô mấy giờ? Để chị hỏi thử là bác sĩ khi vô về thì cứ rứa đi, chắc chị mà em thấy hồng gì đây ra chụp đầu. Mấy mấy giờ mấy phút mặt đỡ không? Cái này là cái quan trọng nhất đó. Cái nó thì lâu gì từ từ mà sau này là hết luôn mà để suy nghĩ coi.
là mũi lên là làm ăn ra hết, người ta làm ăn không ra người ta đi làm mũi. Nhưng mà mình làm ăn mà đang rất là mình làm mũi xong á làm lên nữa. Thật sự luôn, đó là nó thật. Ở đậu tính sang hơn là lây hơn nữa. Không làm môi, làm môi thì bình thường, nhưng mà làm lông mày á nhưng mà ca địa nó cũng hiền đấy chứ. Hai cục nó từ từ đi, nhưng mà là xong rồi là nó thăm nghe, nó trước là nó thăm đó, nó thăm mà thời gian thấy mà thấy thăm mới lạ đó. Bây giờ không phải mấy trai khuyết điểm thôi, trai khuyết điểm bình thường, cái cây trai khuyết điểm ra lại thôi, nhưng mà đã thăm muộn đó mà còn vài tháng nữa chứ. Cái này nhưng mà mong nó hết luôn á. Tùng nếu mà cười mà hết nhăn là thấy đẹp rồi đó. Hãy đi, làm mũi đi. Thiệt. Quán này mới đưa đứa mồm làm này thay đổi. Thì không bắn, ý là em ái thì em khỏi bắn. Chị không bắn này. Chị về đây là chị tháo ra luôn. Không, nếu mà em sợ thấy thì làm kiểu kia, mai chỉ giấu á, giấu vào trong á, nói bác sĩ á. Làm về che đi nữa. Làm hôm này mai dẫn qua này. Có chị gì chị nhắn tin nhỉ. Đó, con bé nó cũng kêu đi chứ không có chị là em không bao giờ em làm á. Vậy anh cũng tin tưởng mình á. Kêu với lại là anh kêu có chị cầm tay rồi là em có động lực á. Như Hà này và đây này cái buổi bạn và làm buổi này không ai nhận ra luôn. Hà làm buổi hơn là tài lộc hơn đúng không Hà, tốt hơn mà. Chị nói thiệt 10 người làm buổi hết 10 người, nhưng mà cái tướng là em biết rằng cái cánh mũi á, cánh mũi là nó liền hòa, cái cánh mũi là nó cánh mũi mà ai xử cắt cho chị hồng mũi ai mà nó hỉnh quá thì phải cắt nó tốt hơn, phải cái tướng nè phải xem là mũi này là mũi em thì nó không có phải về xấu, bình thường thì nó không có xấu về đường tài lộc đâu, nhưng mà không bị tẹt quá. Bút này bên em. Ừ.
điệp đó, điệp đó, ốc điệp chị biết, chị kêu bán ốc không, đây lấy mình luôn, như đối diện á, phố ốc á, phố ốc thầy chị á. Phố ốc của bà cũng ngon mà. Bà này bà làm mũi lên mới đẹp nè. Mũi chi mà tạc dễ sợ luôn. Làm mũi lên tốt thôi chứ. Đâu phải ký hợp đồng gì đâu mà lo.